Thưa quý vị, để phát triển du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án định hướng phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án bám sát chủ trương tại nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những giải pháp mà thành phố đang tích cực triển khai để cụ thể hóa đề án này, đó chính là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hướng đến chuẩn chất lượng cao. Theo đề án định hướng phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bốn nhóm không gian du lịch trọng điểm sẽ được thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển gồm nhóm không gian du lịch biển, nhóm không gian du lịch đô thị, nhóm không gian du lịch núi và nhóm không gian du lịch liên ngành, tức là du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn và du lịch gắn với đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Vì vậy, yếu tố về chất lượng dịch vụ an toàn, an ninh, điểm đến được thành phố quan tâm hàng đầu. Tôi đề nghị là ban cán sự đảng rồi các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy để đảm bảo cái chất lượng cho các cái hoạt động dịch vụ để người dân, du khách đến với thành phố của chúng ta nó phải đảm bảo được các cái yêu cầu và họ cảm thấy rằng là người ta mong muốn được trở lại thành phố. Đây, tôi đề nghị là chúng ta phải quan tâm, chứ chúng ta không nghĩ đến câu chuyện số lượng, mà chúng ta phải quan tâm đến vấn đề chất lượng cho các cái dịch vụ của mình. Với những bước đi bài bản chiến lược, du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, lượng khách, mà thương hiệu du lịch Đà Nẵng cũng tiếp tục được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới với hàng loạt giải thưởng nổi bật. Nhiều top 21 điểm đến được yêu thích nhất châu Á, top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á và giải thưởng điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lễ hội quốc tế, cũng như tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách, hướng đến chuẩn chất lượng cao. Đà Nẵng được định hướng trở thành một trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, là điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đến năm 2030. Và trước mắt thì sở lịch đề ra các cái giải pháp để xây dựng và giữ gìn điểm đến Đà Nẵng thân thiện, an toàn và mến khách. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đảm bảo về chất lượng dịch vụ theo cái chuẩn chất lượng cao và quan tâm đến cái việc triển khai các đề án, tạo ra các sản phẩm mới cũng như là nâng cấp các sản phẩm hiện có theo chuẩn chất lượng cao. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì thành phố đang tập trung thực hiện 11 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, hình thành văn hóa du lịch, xây dựng cơ chế chính sách để phát triển du lịch, nhóm giải pháp về quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, cùng với đó là các giải pháp về xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực hậu Covid-19.